Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Này mà quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ em về cũng mấy ngày quán chị em, nhưng mà nó lâu vô quá cũng không có thời gian quay cho quán chị em theo dõi. Hôm nay đến thời gian ra quay cho quán chị em tham khảo cái động cơ quá vip quán chị em. Con này là xuất sắc luôn. Đấy. Đẹp, len keng. Con này Isuzu 4GG quá nha. 4GG, số máy nó là 424098. 424096. Con này đẹp xuất sắc luôn, quá cộp. Heo dầu dít xeo. Đặc biệt con này nó có cái bơm hông của anh chị em. Nó có cái bơm con nè. Có anh chị nào mà chạy máy cài, đó máy cài á, con này vô hệ luôn ha. Bơm nó ra băng quá nha. Đâu có Nhật luôn ha. Rất là êm nha. Có anh chị em nào mà đấu máy cài máy bọng thì con này đúng bài luôn. Con này thì có anh chị em nào chạy cơ giới 93 quá nha, 4GB1 á, thì có anh chị em mua con này để lên ha. Cái tầm 95 ly đó là mạnh ha. Con này có anh chị em vô máy cơ giới đúng bài ha. Sơ đầu rất là đẹp. Con này nó không còn cái tiếp lô quá nha, còn bộ e quá mới, kỳ mới luôn, cách nước cũng bự to đùng ha. Những ngày vô vụ máy xịt thuốc quá, máy xịt thuốc rồi máy bay xịt thuốc á, cho nên làm mấy cái bộ phát điện làm không kịp quá. Quá chị em đặt mình cũng khá là nhiều luôn, mà cũng làm mới xong con bộ bên đây, một bộ đang lên taxi nữa. Nói chung là mình làm tỉ mỉ lắm chị em, cho nên nó hơi lâu. Còn quay lại con máy này thì em cam kết của anh chị em là xuất sắc. Đấy. Cũng gì gờ rồi, để máy đồng chí ơi, mời đồng chí Kiệt ra đề máy, chuyên gia đề máy quá chưa. Nói chung là cái gì phải có chuyên gia mới được, ví dụ như là cắt sắt cũng có chuyên gia cắt sắt nè. Rồi nhà chú Kiệt này là chuyên gia đề máy ha, quán chị em nào mà muốn đề máy thì mời chú Kiệt này ha. Đấy. Chú Kiệt đề cái nổ liền không, quá dữ dằn. Quá đã, êm quá vậy mày.
cái quạt gió này nó quá gió mạnh quá. Hù. Con này thì nó không có tắt điện quá nha. Tắt điện thì mình mua ở trên bãi người ta gỡ mất tiêu rồi, cho nên nó không có tắt điện. Đây. Cái ga thì mới lên có chút xíu quá nha, không có lên cao. Đấy. Mới quá quá nha mày. Nó chèm nếu mà cần thiết xài thì mua con này quá êm, nó cái bơm của nó ngồi có miếng nhớt cho nên không có chạy lâu quá nha, chạy lâu hư cái bơm ủng ha. Chừng đế sexy bộ lon rồi các kiểu nó còn mới keng sờ đen quá đẹp. Nhưng mà con này quá đỉnh luôn, đời rất là cao, ốc bông mai luôn, ốc đập lá bông mai đời cao. Nó xài ống dầu trắng quá nha, chứ nó không có xài ống dầu vàng ha. Rồi, em cảm ơn quán chị em rất là nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo nha.